bạn đã quay trở lại với kênh VDI Shop. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Himedia. Thì thương hiệu Himedia này đã có mặt ở Việt Nam cách đây gần 10 năm, cho ra những đầu Android box như là Q10 2 la mã, 4 la mã hoặc là Q10 Pro. Nhưng tới tháng 5 năm 2018 thì Himedia đã lấn sân qua lĩnh vực karaoke khi cho ra mắt một chiếc âm ly van số tích hợp cục đẩy HA 350 này. Hãy cùng mình đánh giá chi tiết em nó nhé. Subscribe Vidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Van lì công suất là thiết bị tích hợp 2 trong 1 giữa van số và cục đẩy công suất, có nghĩa là nó vừa có khả năng hòa trộn và xử lý âm thanh, vừa có thể khuếch đại công suất ra loa. Himedia HA 350 được làm từ hợp kim nhôm, giúp tăng khả năng chống chịu va đập và tản nhiệt tốt hơn. Hãng còn bố trí cho âm ly lỗ tròn nhỏ ở mặt trước để thoát hơi, giúp tăng độ bền cho thiết bị. Ở mặt trước còn bố trí các nút chuyển chế độ on, off và Bluetooth, cổng kết nối USB, công tắc nguồn và các nút chế độ effect, mix, music. Kế bên là các nút cơ bản của âm ly và màn hình LED hiển thị thông số. 3 nút vặn tròn để điều chỉnh âm lượng của effect, mix và music. Các nút này sẽ sáng lên khi thiết bị hoạt động, rất đẹp mắt. Chúng ta có 3 cổng kết nối micro 6 ly và các nút điều chỉnh âm lượng đầu vào của 3 nút micro tương ứng. Mặt sau được bố trí các cổng kết nối tín hiệu vào ra, bao gồm cổng vào của âm thanh stereo, music, analog, BGM, aux, Bluetooth, cổng vào của micro, sub out, cổng vào để điều khiển remote, cổng kết nối LPR, cổng nguồn và quạt tản nhiệt. Van số lì công suất Himedia HA 350 hay hơn hẳn những dòng âm ly analog cũ nhờ được tích hợp các tính năng tiên tiến đến từ kỹ thuật số. Các bạn có thể điều chỉnh chi tiết 7 băng tần equalizer nhạc và 7 băng tần equalizer micro cho âm thanh hay hơn và tiếng mic sáng hơn. Có tích hợp thêm các tính năng như là feedback, echo và reverb cho giọng hát các bạn bay bổng hơn. Khi các bạn chỉnh xong, các bạn có thể lưu vào những file riêng của mình. Các bạn có thể lưu từ 5 tới 6 cái file riêng cho nhạc karaoke hoặc là nghe nhạc cho các bạn tùy thích. Và đặc biệt HA 350 có thể kết nối Bluetooth đến Smart TV, máy tính bảng và điện thoại. Các bạn cắm micro và hát thôi và không cần tích hợp thêm bất cứ các cầu karaoke nào khác. Himedia HA 350 sở hữu công suất là 350W, điện trở kháng là 8 ohm, tích hợp 8 sò của Toshiba Nhật Bản nên các bạn có thể phối ghép tới 2 cặp loa Bass 25 một cách ngon lành và có thể phù hợp với lại phòng 25m2 trở xuống. Được tích hợp van số nè, vừa kết hợp mà cục đẩy nên HA 350 cho ra âm thanh karaoke sáng và rõ hơn rất là nhiều. Độ chống hú thì cao và khi các bạn hát sẽ không cảm thấy mệt nữa. Khi trong quá trình hát mà điện áp có tụt xuống đến một mức nhất định thì sẽ không làm ảnh hưởng tới âm ly, vì âm ly đã sở hữu cái bo mạch bảo vệ nguồn cũng như là mạch điện ngắn, tăng tuổi thọ của âm ly cũng như là độ bền cao hơn. Cho đời biến động làm sao em nhớ những vết chim gì xin anh cho mưa qua miền đất giàu để người yêu lan quên mình là VDA, chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý lắp theo âm học. Himedia HA 350 là một dòng van lì công suất chính hãng có khả năng cân chỉnh âm thanh cực kỳ hay, nhưng giá thành lại tốt hơn so với những âm ly khác có cùng tính năng trên thị trường. Thì hiện tại HA 350 được VDA phân phối chính hãng với giá là 7.450.000 đồng. Các bạn có thể đến với VDA để được trải nghiệm em nó hoặc gọi số hotline. Và video mình đến đây đã hết rồi. Nhớ bấm like và đăng ký kênh VDA nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.